Xin chào các bạn. Để giúp cho những cây hoa phong lan của chúng ta luôn nở được nhiều hoa, rực rỡ, cành hoa được dài hơn, những bông hoa rất to, giữ trên cành được lâu hơn, luôn hồi sinh được những cành hoa mới, hoa luôn rực rỡ, đậm màu, có nhiều loại phân bón hữu cơ khác nhau. Các bạn hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng, tránh nắng và gió trực tiếp. Hôm nay mình chia sẻ một loại phân bón hữu cơ mới và cách làm đơn giản này để cây sẽ luôn có rất nhiều mầm hoa, phát triển rất nhanh. Cây luôn khỏe mạnh, xanh tươi tốt. Hoặc là những cây hoa lan đã bị nấm, cây vẫn phát triển, hồi sinh được những cành hoa mới rất nhanh với một cách làm rất đơn giản và dễ. Thứ nhất là các bạn cần phải ngưng tưới nước cho cây trong một tuần. Khi chất trồng đã khô lại, chúng ta hãy cho thật nhiều nước vào. Các bạn sẽ ngâm cây trong một giờ. Và với cách làm này, những cây hoa lan của các bạn sẽ rất mau phát triển. Khi đã có hoa, để hoa lâu tàn và rực rỡ hơn, thì 2 tuần một lần, các bạn hãy tưới nước cho cây. Và chúng ta cho nhiều nước vào. Các bạn hãy để như thế này trong 30 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Mình chia sẻ cho các bạn một sự kết hợp hữu cơ giữa tỏi và cà phê, có chứa rất nhiều phốt pho, kali, magie và các vitamin giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Các bạn sử dụng 3 tép tỏi. Các bạn cắt nhỏ ra. Các bạn cho vào 400ml nước. Chúng ta sẽ để sau một ngày là các bạn có thể sử dụng được. Và đây là phần tỏi mình đã để được sau một ngày. Sau đó các bạn sử dụng một thìa cà phê. Cho vào 400ml nước đun sôi. Các bạn chỉ chờ cho nước này nguội là chúng ta sử dụng được ngay. Sau đó các bạn sử dụng 1 lít nước. Và chúng ta sẽ lọc lấy nước tỏi này. Sau đó các bạn sẽ hòa chung với nước cà phê này. Sau đó các bạn hãy dùng nước này
chúng ta sẽ chăm sóc cho những chiếc lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tháng từ 1 đến 2 lần cho cây. Vì có chứa tỏi và những dinh dưỡng có trong cà phê sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn xanh mướt và khỏe mạnh. Và với cách làm này thì những chiếc rễ cũng sẽ phát triển được tốt hơn. Sau đó các bạn hãy cung cấp ngay cho chậu cây. Và chúng ta có thể để trong nước này từ 20 đến 30 phút. Hoặc các bạn có thể cho nước này vào bình phun. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Và hãy áp dụng vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Và với cách làm này thì những cây hoa lan của các bạn khi đã bị nấm hoặc bị vi khuẩn thì những phần này sẽ khô lại và không làm ảnh hưởng. Những chiếc lá mới phát triển rất nhanh. Cây sẽ luôn có được nhiều hoa hơn. Và các bạn không được dùng nước này để chúng ta tưới trực tiếp lên những bông hoa. Và sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Và đây cũng là một trong những cây hoa lan mình đã áp dụng thành công với phương pháp này. Lá rất xanh. Như các bạn đã thấy, những chiếc lá này đã bị nấm rất nhiều. Và những phần này đã khô lại rất nhanh. Mình có tạo nhiều phụ đề bằng những ngôn ngữ khác nhau. Các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Những bông hoa luôn được hồi sinh rất nhiều với cách làm này. Với những loại phân bón hữu cơ này, các bạn rất dễ tìm tại nhà và chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và cách chăm sóc rất nhiều, mà những cây hoa lan vẫn phát triển được tươi tốt hơn. Và cũng từ những cách làm này thì cây của các bạn sẽ luôn có được những chiếc rễ mọc khỏe mạnh hơn. Cây sẽ điều hòa sinh trưởng, phát triển rất nhanh. Đặc biệt là những mầm hoa rất khỏe. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa phong lan, luôn có được nhiều hoa. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần tiếp theo.